Cảm tạ Chúa, tôi để có cơ hội để chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay. Và cái đề tài tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay nó rất là quen thuộc nhưng mà rất là khó làm. Và để trước khi bắt đầu vào cái bài chia sẻ của tôi thì tôi muốn hỏi là ở đây có ai sợ đi đi máy bay vì sợ rớt máy bay không ạ? Tôi thấy cũng người Mỹ thì tôi biết cũng có nhiều lắm. Và bởi vì mình thấy là mỗi lần mà rớt máy bay là hầu như không có người nào sống không ạ? Nhưng mà thật ra đó, đi máy bay là một cái phương tiện di chuyển mà an toàn nhất so với những loại phương tiện khác như đi xe hơi hay xe Honda. Tính theo xác suất mà cái thời gian, cái quãng đường mà đi á. Thì bởi vì là nó an toàn là bởi vì cứ mỗi lần một cái vụ tai nạn xảy ra đó thì cái hậu quả nó rất là thảm khốc. Và thành ra những cái ủy ban an toàn giao thông đó, đường hàng không đó, họ luôn luôn là họ nghiên cứu và họ tìm ra cho bằng được là vì sao, để rồi họ sửa lại để lần sau không bị nữa. Thì một trong những trường hợp mà được ghi lại mà gọi là thay đổi ngành hàng không của thế giới là vào ngày 8 tháng 9 năm 1994 đó, thì cái chiếc máy bay của hãng US Airways số 427 đang chuẩn bị đáp xuống phi trường Pittsburgh thì nó bị tự nhiên nó lật ngang như vậy và nó rớt cắm thẳng xuống 5.000 feet và chết hết tất cả 132 hành đoàn trong đó. Và họ không hiểu vì sao có cái chuyện này và cuối cùng họ lấy cái hộp đen ra thì họ thấy rằng cái bánh lái của cái máy bay nó cứ bị quẹo qua một bên và nó không có quay trở lại. Thì hãng hàng không thì đổ thừa là phi công làm lỗi không quay. Phi công bên hãng, mấy người phi công thì lại đổ thừa là máy bay bị lỗi. Và cuối cùng họ tìm hiểu thì sau 5 năm họ tìm ra được rằng đúng là cái bánh lái đó nó không nghe lời cái người phi công. Và nó đã cọc qua bên trái như vậy. Cái miếng nó rất là nhỏ đằng sau đuôi của máy bay thôi. Nhưng mà nó gặp qua như vậy làm cái máy bay nó bị lộn nhào và nó xuống. Thì hãng Boeing á, phải cuối cùng phải bỏ ra nửa tỷ đô để mà sửa lại hết tất cả những cái bánh lái của 2.800 cái máy bay của họ. Và cái tiền đền bù cho những người chết rất là lớn, rất là cao. Thì mình thấy mỗi một cái tai nạn như vậy đó, nó gây ra những sự thảm họa vô cùng lớn. Chính vì vậy mà họ sửa lại để rồi mà đừng có bị nữa. Thì trong bất cứ một cái bộ máy nào nó cũng đều có một cái bộ phận như vậy. Và cơ thể chúng ta cũng vậy. Cũng có một bộ phận rất là nhỏ. Nhưng mà nếu nó không theo chịu điều khiển của chúng ta hoặc là chúng ta điều khiển nó sai đó, nó cũng gây ra họa, cũng không có thua kém gì cái máy bay bị rớt đâu các bạn. Và tôi tin rằng tôi nói tới đây thì quý ông bà anh chị em đã biết rằng cái bộ phận đó là bộ phận gì, phải không ạ? Và bài chia sẻ của tôi đó là năng quyền của lưỡi. Đó là cái lưỡi của chúng ta. Và tôi tìm thấy một cái bức tranh này nó cũng rất là hay. Có những người không thể kiểm soát được là mở miệng ra là những viên đạn coi như là bắn chỉ có chết thôi. Tôi lựa cái hình này để mà tôi cho cái bài này. Lưỡi của chúng ta đúng là rất là có năng quyền, phải không ạ? Bởi vì chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa tạo dựng cái vũ trụ này, Chúa nói rằng hãy có sự sáng thì có sự sáng. Và Chúa phán như vậy. Và Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu khi mà bão tố lên thì các môn đồ tới và nói Chúa tại sao Chúa vẫn còn ngủ như vậy. Và Chúa cũng chỉ lời phán kêu là biển hãy im đi, lặng đi. Và tất cả sóng gió lặng đi. Và khi mà tới công vụ các sứ đồ thì các môn đồ cũng vậy. Cũng đi ra trong danh Chúa và phán rằng hãy đứng dậy và vác giường mà đi. Và thế là người bại sẽ được đi được. Bởi vì chúng ta được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, thành ra chúng ta có cái quyền năng trong cái lời nói của mình. Thành ra chúng ta cần phải để ý xem cái lời nào thốt ra từ miệng của chúng ta. Và lời Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 21 nói rằng sống chết nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Ở trong Kinh Thánh đó thì Châm Ngôn là sách về sự khôn ngoan và dạy cho chúng ta rất là nhiều về cái lưỡi. Và khi mà cái lưỡi của chúng ta nói ra cái bầu không khí nó tốt hay xấu và cái mối quan hệ tất cả mọi thứ trong đời sống của chúng ta sẽ đi về hướng nào là do cái lưỡi của chúng ta nó ra mà cả. Có nhiều khi mọi thứ đang vui vẻ vậy đó, chỉ cần một lời nói bậy bạ thôi là đem nguyên cái không khí là đổ đi hết và nó làm mọi thứ đều làm mọi người chán nản và không có còn vui vẻ nữa.
cũng vì cái đó. Và trong Kinh Thánh ngoài Châm Ngôn đó, thì sách thứ nhì mà nói về cái lưỡi nhiều là sách Gia-cơ. Thì trong Gia-cơ đoạn 3 câu 1 và 2 viết rằng: Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Ở đây ông Gia-cơ ông dặn rằng những người nào mà đừng có mong tự lập mình làm thầy. Làm thầy tức là người dùng cái lưỡi để mà dạy dỗ, hướng dẫn một điều gì đó. Giống như tôi đứng ở đây, trước khi tôi chuẩn bị bài này, tôi cũng ăn năn với Chúa rất là nhiều lần, bởi vì chính trong cuộc đời của tôi cũng môi lưỡi của tôi cũng không giữ được, và tôi nói cũng rất là nhiều điều cũng không đẹp ý Chúa, và tôi cũng phải ăn năn cho chính mình. Và chính vì vậy mà những lời tôi chia sẻ ngày ở trên đây cũng Chúa cũng nhìn thấy, và Chúa sẽ phán xét một cách nghiêm khắc những gì tôi nói ở đây. Bởi vì khi mà một người chỉ ngồi dưới nói cho một người nghe thì cái độ ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng nó ít hơn người đứng trên này nói rất là nhiều, và còn trên mạng nữa. Thành ra phải rất là cẩn thận. Và ở đây lời Chúa nói rằng tất cả chúng ta đều vấp phạm trong nhiều cách, không có ai trọn vẹn cả. Ở đây Chúa nói rằng ai không vấp phạm trong lời nói đó là người trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta biết rằng không có ai bằng chính cái sức của mình mà trở thành người trọn vẹn cả. Chỉ trong Chúa, thì trong niềm tin nơi Chúa chúng ta mới có sự trọn vẹn. Thành ra là tất cả chúng ta đều có sự vấp phạm trong lời nói, không có ai không có cả. Vậy thì cái lưỡi của chúng ta có thể dùng để khích lệ, mà chúng ta cũng có thể dùng để mà nói xấu một ai đó, để mà dìm người ta xuống, tùy theo cách làm của mình. Thì ở đây nhất là cha mẹ với con cái đó, là theo một cái thống kê đó, là người ta nói rằng là có 63% các phụ huynh là nói những lời rất là cay độc với con cái của mình. Nó gọi là lạm dụng lời nói, tức là verbal abuse, lạm dụng lời nói với con cái của mình, tức là nghĩ rằng vì nó là con, thành ra nói cái gì cũng được. Và những cái lời nói như vậy đó mà nó sẽ ghim vào trong tim của đứa con còn nhỏ của mình, và nó gây ra những sự không ổn định, tức giận, rối loạn, mọi thứ. Và tất cả những người nào mà khi lớn lên mà có những cái đồn lũy trong đời sống, nếu mà mình đi ngược lại cái tuổi thơ của họ, họ đều có một cái quá khứ là cha hay mẹ của họ nói những lời rất là nặng nề với họ, nói những lời rất là cay độc, làm cho họ không có, gọi là mất đi cái sự mà là cái phát triển mà một cách bình thường, hay là có thể là tối đa cái khả năng của họ đó, họ bị giảm đi là bởi vì những cái lời nói mà không để ý được của cha mẹ của mình. Thì để cho một ví dụ thì tôi xin hỏi ở đây có ai biết ông Thomas Edison không ạ? Thomas Edison ngày xưa tuổi ấu thơ của tôi đọc cái tiểu sử của ông, và ông là một trong những người mà tôi nể phục nhất. Ông được sinh ra năm 1847, ông mất vào thế kỷ thứ 20 năm 1931. Và ông được mệnh danh với những cái tên rất là mỹ miều, chẳng hạn như là nhà phát minh lỗi lạc nhất của thế kỷ. Hay là ông được gọi là nhà phát minh đại tài của lịch sử Mỹ. Hoặc là ông còn có một cái nữa là ông được gọi là thầy phù thủy của Menlo Park. Không phải là ông làm mấy cái phép màu gì đâu nha, nhưng mà ông vì ông quá giỏi, thành ra ông được đặt cái tên là thầy phù thủy của Menlo Park. Thì trong cuộc đời của phát minh của ông có 1093 cái bằng phát minh sáng chế. Nhưng mà ba cái bằng quan trọng nhất mà ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất là cái máy hát quay đĩa. Nếu mà quý bạn cho em nhìn trên hình, cái máy có cái loa đó. Và cái máy đó sau này nó đổi thành một cái turntable, mà sau này ra mấy cái máy hát rồi CD đồ của mình là bắt đầu từ cái máy đó. Nó quay, nó giữ âm thanh lại và nó phát ra. Và cái quan trọng có lẽ nhất là cái bóng đèn dây tóc, là cái bóng đèn mà chúng ta xài ở nhà đó. Và ông, cả cái hệ thống điện đi từ cái trại phát điện cho tới nhà của chúng ta cũng do ông phát minh ra. Và ông cũng là người phát minh ra cái máy chiếu phim đầu tiên. Thì những cái đó rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà có một cái câu chuyện hồi nhỏ, khi mà ai đọc cái tiểu sử của ông thì biết rằng đó là hồi nhỏ ông là một cái người học rất là kém. Và ông cũng giống như là cũng tinh nghịch rất nhiều thứ. Thành ra khi mà ông đi học, ông chỉ vào trường được có 3 tháng mà thôi. Khi mà ông vào trường 3 tháng, thì một ngày nọ ông đi về nhà thì ông đưa cho mẹ một cái tờ giấy. Ông nói trường con nói là đi về không có đi học nữa, đưa cho mẹ cái tờ giấy này và chỉ có mình mẹ được đọc mà thôi. Thì
Bà mở ra và thằng con có hỏi, mẹ ơi, thầy viết cái gì vậy? Thì bà mở ra và bà đọc lớn lên. Ông thầy viết rằng con trai của bà là một thiên tài. Trường của chúng tôi không phải là nơi thích hợp cho con của bà vì không có người thầy nào giỏi đủ để mà dạy nó. Xin bà hãy tự dạy nó tại nhà. Và bà quyết định bà dạy ông tại nhà. Và ông đã thể hiện một sự hứng thú về trong vật lý và toán. Và sau nhiều năm ông mất thì lúc đó ông đã được trao quá nhiều bằng sáng chế và ông được mệnh danh là nhà phát minh lỗi lạc nhất của thế kỷ. Một ngày nọ ông đến, ông lục lại những cái đồ lưu niệm của mẹ của ông để lại thì ông thấy cái bức thư mà ông thầy viết cho mẹ ông vào mấy chục năm trước. Và ông mở ra ông đọc thì thật ra những cái lời mẹ ông nói không phải là bức thư viết. Bức thư viết ông thầy viết rằng trường của chúng tôi không thể cho con trai bà học tại đây nữa vì nó quá thiểu năng và nó đần độn. Nó chỉ có thể về nhà quê chăn nuôi và chăn gia súc mà thôi. Thì ông quá xúc động bởi vì ông nhận ra một cái sự thật này thì ông quá xúc động và ông viết rằng, ông viết trong cái nhật ký của ông rằng là Thomas Edison từng là một đứa trẻ thiểu năng nhưng mẹ của ông ta đã biến ông trở thành một thiên tài của thế kỷ. Thì để chúng ta nhìn thấy rằng cái lời công bố của chúng ta có quyền năng. Khi chúng ta công bố ra một cái lời mà ví dụ mày ngu quá, mày sao mày học, mày ăn cái gì mà tại sao người ta học giỏi mà mày học ngu vậy? Mình coi chừng khi đó là mình mở cửa cho những cái tà linh nó vào và nó làm cho con cái mình không thể nào ngóc đầu lên nổi. Có thể là sau này nó có thể thành bác sĩ đi nữa nhưng mà những cái lời cái độc đó nó ảnh hưởng tới cả suốt một cuộc đời còn lại và lúc nào những đứa trẻ nó cũng không có tự tin được. Bởi vậy lời Chúa nói rằng lưỡi hiền lành là cây sự sống nhưng lưỡi gian tà làm tan nát tâm linh. Và một câu nữa là trong Châm Ngôn đoạn 12 câu 18 nói rằng lời nói bừa bãi khác nào nhát gươm đâm nhưng lưỡi người khôn ngoan đem lại sự chữa lành. Đó là để cho chúng ta thấy được là cái quyền năng mọi sự sống, đường hướng trong đời sống của mọi người xung quanh chúng ta hay cả chính chúng ta là nó lệ thuộc vào cái lời nói của mình. Và ngay cả vợ chồng cũng vậy. Có nhiều khi vợ chồng á là buông ra những cái lời nói mà không có để ý và nó trở thành giống như là một cái vết thương lòng mà không có bao giờ lấp nổi cho dù sau này có lành lại cũng vậy. Có nhiều khi rồi, tại sao ông giỏi mà sao ông ngu vậy? Bây giờ cô tại sao đầu tàu hũ hay sao vậy? Cái là nhiều khi mình phan những cái câu mà mình không có để ý. Những cái câu đó sau này vợ chồng liền lại đó, vui vẻ lại. Nhưng mà sâu thẳm nó vẫn có một cái dấu ở trong đó rồi. Và thật ra người ta tìm hiểu đó, những cái người cặp vợ chồng mà trong 10 năm đầu mà họ lấy nhau đó và họ quan sát suốt 10 năm đầu thì những cái cặp mà cuối cùng sau 10 năm bỏ nhau đó thì có một cái điều mà không sai trật đó là họ hay dùng những cái lời nói hủy diệt để họ nói cho nhau. Tức là họ nói họ dìm cái người đó xuống và họ không có coi trọng người chồng, người vợ của mình. Và họ tìm thấy một cái bằng chứng đó là cái người mà những cái cặp hôn nhân đổ vỡ họ nói những cái lời đó gấp 5 lần hơn những cặp mà còn giữ được sau 10 năm. Và khi mà mình bước đi trên một cái con đường mà trơn trượt đó rồi đó là mình sẽ trượt dài luôn. Mỗi một cái lần mình nói, lúc này mình nói mà cái độ này lần sau mình nói tăng lên nữa chứ không có xuống trừ khi là có Đức Thánh Linh làm chủ chúng ta, hướng dẫn chúng ta thì cái đó nó lại khác. Còn bình thường nếu chúng ta không để ý bằng con người của chúng ta đó thì là chúng ta nói bừa bãi lắm. Và cái chúng ta có thể dùng cái lưỡi có thể hủy diệt cái đời sống của mình cũng như người khác. Trong Gia-cơ đoạn 3 câu 3 và 4 lời Chúa nói về cái lưỡi là nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu dù chúng thật lớn mà bị trôi dạt bởi gió mạnh nhưng chỉ một cái bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể chúng ta, lưỡi là thế giới của tội lỗi, làm ô uế tàn thân, đốt cháy cả cuộc đời và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Ở đây chúng ta thấy một cái con ngựa rất là lớn mạnh mà một người nhỏ hơn rất là nhiều có thể cưỡi được, có thể điều khiển được là bởi vì có một cái hàm thiết nhỏ tra vào miệng con ngựa. Khi mà mình kéo cái dây cương nó bị đau và nó phải vâng lời. Và những cái chiếc tàu cũng vậy, như là chiếc máy bay hồi nãy thì có cái bánh lái nhỏ xíu, chiếc tàu rất là bự cũng chỉ có một cái bánh lái nhỏ
và có thể điều khiển được nguyên một con tàu rất là lớn. Thì cái lưỡi của chúng ta cũng vậy, nó như một tia lửa nhỏ vậy đó. Thì tôi nhớ được rằng cách đây năm ngày 26 tháng 10 năm 2020 đó, thì cách chúng ta 1.5 tiếng là thành phố Fairfield có một cái đám cháy rất là lớn, và khi mà mọi thứ cháy xong, dập xong là cháy 300 acre. Thì cái 300 acre đất đó bị cháy đó là do một người dục một cái tàn thuốc xuống và nó cháy. Nhưng mà đó không phải là cái đám cháy lớn nhất được gây ra bởi tàn thuốc, mà cái đám cháy lớn nhất được xảy ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2003, khi một cái ông tên là Mike Barr, ông đã vứt cái tàn thuốc ngay trước nhà của mình và nó cháy 65.000 acre và 81 cái tòa building chỉ vì một cái tàn thuốc ông dục xuống trong một ngày trời nóng mà thôi. Để chúng ta thấy rằng cái lưỡi của chúng ta nó cũng như là một cái tia lửa nhỏ đó. Một cái tia lửa rất nhỏ nhưng có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng. Và người ngoại họ không có lời Chúa, nhưng mà trong sự khôn ngoan Chúa cho đó, họ cũng có cái câu gọi là cái miệng hại cái thân. Thì lời Chúa cũng vậy, lời Chúa nói ai giữ miệng lưỡi của mình là giữ linh hồn của mình khỏi hoạn nạn. Đó là trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 23. Thành ra chúng ta thấy rằng có nhiều khi cái mối quan hệ của vợ chồng, của bạn bè của chúng ta, chỉ cần một cái lời nói thôi, nhỏ mà không đúng, có thể đốt cháy, bốc hơi liền. Tình bạn bốc hơi và vợ chồng có thể cũng chia tay bốc hơi luôn. Tình yêu cũng bốc hơi. Thành ra là cái để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái lưỡi của chúng ta, mà chúng ta cần phải để ý và giữ gìn. Bởi vì ngay cả bất cứ nơi đâu, trong hãng xưởng cũng vậy, có thể một lời nói làm cho chúng ta mất việc. Và cũng trong hội thánh cũng vậy, có thể một lời nói làm mất đi cái sự hòa khí trong hội thánh. Thành ra chúng ta cần phải để ý và để mà kiểm soát cái lời nói của mình. Ở đây không biết ông bạn chị em có ai đã từng bị mất mặt người thân, không gặp mặt nhau nữa, hay bạn bè không gặp mặt nhau nữa chỉ vì một lời nói mà mình đã nói ra và không có rút lại được không ạ? Tôi giơ tay cao nhất. Thì có những lần mình xảy ra trong đời sống mình như vậy, và một khi lời nói đã buông ra, không còn lấy lại được nữa. Và thành ra mình phải rất là cẩn thận giữ môi miệng của mình. Nhưng mà trong Gia-cơ đoạn câu 9 và tới câu 12 thì lời Chúa viết rằng chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái ô liu, hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể nào chảy ra nước ngọt được. Thì ở đây mình thấy rằng cái lưỡi của chúng ta nó rất là không nhất quán. Có một ngày, một lúc thì chúng ta dùng lưỡi đó chúng ta ca ngợi Chúa. Chúa ơi, con yêu mến Chúa. Nhưng mà sau đó vừa hát xong quay ra có thể chửi người khác liền. Và cái lưỡi nó bởi vậy người đời họ nói là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Thì ở đây tôi nhìn thấy được là cái sách mà Châm Ngôn là sách của gọi là trí khôn, sách của sự khôn ngoan. Thì con người tuy là không tin Chúa nhưng mà họ vẫn được sự khôn ngoan của Chúa cho, và họ vẫn tìm ra được những cái câu mà rất là giống trong Kinh Thánh. Thành ra cái lưỡi của chúng ta đó, nó như lời Chúa nói, không thể nào mà đang vừa nước ngọt vừa nước mặn được, chỉ có một trong hai mà thôi. Khi chúng ta mà nói ra một đằng mà chúng ta đời sống chúng ta nó khác một nẻo, thì người đó gọi là một người gọi là hypocrite, tức là sống hai mặt. Có nhiều khi mình mở miệng ra, tôi là cơ đốc nhân, tôi yêu mến Chúa lắm, nhưng mà đời sống mình nó không ra, không thấy được cái sự yêu mến Chúa của mình ở đâu cả, thì cái lời nói và cái hành động của mình nó không có nhất quán. Và đó cũng là một cái sự mà gọi là hypocrite trong đời sống của mình, là sự gọi là giả hình đó. Thành ra là chỉ có những cái kẻ ngốc mới tin được rằng là có cái hồ nước mà nước mặn mà có thể ra được nước ngọt mà thôi. Thành ra tất cả những gì chúng ta hành xử, cái lời nói và cái hành động nó phải đi đôi với nhau thì nó mới là nhất quán. Và chúng ta thấy rằng chỉ có thể mà Chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta mới có thể quản lý được cái lưỡi của mình. Lời Chúa ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 26 viết rằng có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình,
Nhưng tự dối lòng mình thì sự tin đạo của người ấy thật là vô ích. Ở đây nói một cách nôm na là nếu mình nhận mình là người cơ đốc nhân tin Chúa, nhưng mà lời nói của mình nói sổ sàng, không giữ môi miệng của mình, thì mình coi chừng lại, có thể mình không tin, mình chưa phải là người tin Chúa đâu. Bởi vì nếu mà có Thánh Linh hướng dẫn chúng ta thì chúng ta sẽ kềm giữ được. Vậy thì lời Chúa ở trong Gia-cơ đoạn 3 câu 7 và 8 viết rằng mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được, và từng đã bị loài người chế ngự rồi, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Vậy thì lời Chúa nói rằng đã cái lưỡi không ai chế ngự được và không ai kiểm soát được thì giờ làm sao? Không lẽ tôi tính tôi vậy, có sao nói vậy người ơi? Nói có sao nói vậy người ơi là cái người thật sự là thô lỗ, chứ không phải là người trung thực gì cả. Chúng ta không thể chế ngự được, nhưng mà Chúa có thể chế ngự được. Bởi vậy chúng ta thấy khi mà những ngày mà Thánh Linh giáng trên trên con dân của Chúa, giống như trong công vụ đoạn 2, thì chúng ta đều thấy họ dùng cái lưỡi của họ. Có những khi họ dùng cái lưỡi của họ để họ nói tiếng ngoại quốc, có khi họ dùng cái lưỡi của họ để họ nói tiếng mới, và có khi họ dùng cái lưỡi của họ để họ giảng đạo một cách mạnh mẽ. Tất cả đều đến từ cái lưỡi. Khi mà Thánh Linh giáng trên một người nào là cái lưỡi của họ làm việc. Và chính vì vậy, bởi vì cái lưỡi của họ, khi mà mình để cái lưỡi của mình chịu sự điều khiển của Đức Thánh Linh, thì nó sẽ làm được những việc lớn lao cho Chúa. Còn mình để những cái lưỡi của mình để cho nhân linh của mình hay tà linh hướng dẫn, thì nó chỉ có cướp phá và hủy diệt mà thôi, cái lưỡi của chúng ta. Thành ra chúng ta phải làm gì để mà chúng ta có thể kiểm soát cái lưỡi của mình, hoặc là chúng ta cùng đồng công với Đức Thánh Linh để mà vâng lời Đức Thánh Linh, để mà kiểm soát cái lưỡi của mình. Thì tôi có ba cái chữ C. Chữ C thứ nhất là chữ chậm nói. Lời Chúa trong Gia-cơ 1 câu 19 viết rằng mọi người đều phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa tạo dựng chúng ta đó là có hai cái lỗ tai, nhưng mà chỉ có một cái miệng mà thôi. Đó là đòi hỏi chúng ta phải nghe nhiều hơn nói. Và chúng ta cần phải chậm lại để mà nói. Tôi thì nhiều lúc tôi cũng nói nhanh lắm, thành ra nhiều lúc bị phạm lỗi hoài. Thành ra chúng ta cần phải nói chậm lại, để rồi chúng ta sẽ bớt giận. Khi mà chúng ta chậm nói thì chúng ta chậm giận, phải không ạ? Và cái lời Chúa, bởi vậy lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 20 viết rằng con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có hy vọng hơn hắn. Lời Chúa nói như vậy, khi mà mình hấp tấp thì mình sẽ dễ ngu muội lắm. Bởi vậy lời Chúa nói rằng khi mà mình im lặng đó thì kẻ ngu cũng được là kẻ khôn. Và bởi vậy có một người cha dặn người con đó là con cứ việc im lặng đi để người ta đoán rằng có thể con khờ thôi, nhưng mà nếu mà con mở miệng con nói người ta biết chắc là con rồi. Thành ra đó là khi mà có nhiều lúc, không biết ông bà anh chị em có thấy không, nhưng mà có nhiều lúc mình chậm nói một chút đó, mình suy nghĩ lại, tự nhiên mình thấy mình đứng là nguội xuống, và mình thấy cái chuyện đó nó không có còn lớn như là lúc đầu mình nghĩ nữa. Lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 19 có nói rằng hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ môi miệng mình là người khôn ngoan. Thành ra cái chữ đầu tiên là chữ C đầu tiên, không phải là câm miệng nha quý bạn chị em. Chữ C đầu tiên là chậm nói. Chúa không bảo chúng ta câm miệng khi mà thấy những cái điều sai trật tội lỗi mà cũng không nói, nhưng mà Chúa bảo chúng ta chậm nói, là suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Và cái chữ C thứ hai là chữ cân nhắc. Cân nhắc ở đây là mình suy nghĩ về những cái gì mình định nói ra. Có 5 cái điều mình nên xem là: thứ nhất, những cái gì mình định nói ra có thật không? Có nhiều khi mình nghe ở đâu đó của ai đó không chứng nhận lại, ba chớp ba nhán đi nói ra những người khác, chả có gì thật cả. Đó là một cái điều không nên. Thứ nhất, mình phải xem những cái gì mình định nói ra có thật hay không. Và đặc biệt, nếu nó thật đừng có thêm mắm thêm muối vô nữa, cho nó mặn thêm chút xíu nữa. Không cần thiết với mình, cho em mình cần nói những cái gì đúng sự thật mà thôi. Cái này là không phải là mình là muối của đất ánh sáng của thế gian, trong những lúc này là cố thêm vô cho nó mặn chút xíu đó nha, không cần thêm nhé. Thật là như thế nào thì cứ nói như vậy. Và cái điều, cái câu thứ hai trước khi mình nói ra, mình hỏi là cái điều nói ra này có gây giận không? Hay là mình nói ra chỉ để mà cho người ta bực bội và nổi giận lên với mình, không có làm được cái gì cả, người ta chán nản thôi.
thì mình sẽ đặt câu hỏi là có gây dựng được không? Và cái thứ ba là có cần thiết hay không? Có đáng không? Cái chuyện có đủ lớn hay không? Hay là có quan trọng đủ để mình nói ra cái điều này hay không? Và thứ tư là cái lời nói mình có tử tế hay không? Nhiều khi là mình nói đúng đó, người ta có sai đó. Và mình cũng cần phải nói đó, cần thiết để gây dựng họ đó. Nhưng mà lời nói của mình toàn là đạn không, giống như cái miệng lúc đầu đó, đạn không. Thì không có gây dựng được đâu, chỉ có chết thôi chứ không có gây dựng. Tôi chưa thấy ai bị bắn đạn mà gây dựng cả. Thành ra là mình phải cẩn thận trong đó. Và cái thứ năm là mình có được phép chia sẻ về điều này hay không. Cái câu này nó áp dụng cho những cái người nào gọi là gossip đó, mình hay dùng là ngồi lê đôi mắt đó. Tức là mình có được nói ra những điều này hay không. Có thể người đó đã dặn mình đừng nói, hoặc là mình cảm thấy là nói ra nó không có lợi cho một điều gì đó, thì mình đừng nói. Và nếu mà cả năm câu hỏi này mình không trả lời có cho cả năm thì đừng nói. Đừng mở miệng ra nói được. Thì người ngoài đời thì họ dùng cái câu là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 thì nói rằng chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em. Nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe. Và câu 31-32, lời Chúa cũng nói tiếp rằng hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ cùng nhiều điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Là khi mà mình nói ra lời nói của mình tử tế, ân hậu, mang lại những cái sự gây dựng, mình đừng có đem ra, thứ nhất là mình đừng nói dối, đừng nói xấu, đừng gieo rắc những cái sự bất hòa, những sự chia rẽ trong anh em, cũng như là đừng có lầm bầm phàn nàn, nhưng mà mình nên nói ân cần, gây dựng, dễ chịu để mà, và những lời nói mình tử tế, trung thực. Tại vì bạn xem đã cũng đã từng nghe là trong Ma-thi-ơ đoạn 12 có 36 và 37 lời Chúa nói rằng: nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét người ta sẽ trình mọi lời vô ích của mình đã nói. Bởi lời nói ngươi sẽ được xưng công chính, nhưng cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội. Đó là môi miệng của chúng ta, khi chúng ta nói ra đều đã được ghi chép trở lại, và đến một ngày sẽ được lật ra cho chúng ta để mà cho chúng ta thấy chúng ta nói những lời như thế nào. Để những lời này để nhắc nhở chúng ta, để chúng ta cẩn thận hơn trong lời nói của mình. Sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cần phải cẩn thận và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và cái chữ C thứ ba là chữ cầu nguyện. Chúng ta cần phải cầu nguyện để xin Thánh Linh hướng dẫn chúng ta, quản lý cái lưỡi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể kiểm soát được và nói một cách nhẹ nhàng, tử tế được. Nếu mà chúng ta để xác thịt chúng ta lái đi, thì chúng ta biết là xác thịt chỉ mang tới sự chết mà thôi. Lời Chúa trong Thi Thiên 141 câu 3 và 4, lời tác giả đã nói rằng: lạy Đức Giê-hô-va, xin giữ gìn miệng của con và canh cửa môi con, xin đừng để lòng con hướng về điều xấu xa. Thì chúng ta biết rằng lời Chúa nói rằng là trong Luca đoạn 6 câu 45 nói rằng: người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh ra điều thiện, kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh ra điều ác. Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Miệng, cái lưỡi của chúng ta thực sự không có lỗi. Cái lưỡi của chúng ta nó chỉ biểu hiện những cái gì nằm ở trong lòng của chúng ta mà thôi. Cái dơ là cái dơ trong lòng của chúng ta, còn cái lưỡi chỉ là cái để chúng ta thấy được cái dơ trong lòng mà thôi. Thành ra những cái người mà họ thực sự, những cái đống nhân thật, họ tìm cách kiểm soát cái lưỡi của họ bằng cách kiểm soát cái tấm lòng của họ. Và họ cầu nguyện Chúa, họ xin Chúa hãy tẩy sạch cái tấm lòng của họ, ăn năn với những cái tội lỗi của mình, để rồi xin Chúa tẩy rửa tấm lòng của mình. Khi mà tấm lòng của mình chứa đầy những sự yêu thương, miệng mình sẽ nói ra những lời yêu thương. Lòng mình đầy những sự cay đắng, mình sẽ nói ra những sự cay đắng. Nếu mà không tin tôi thì quý bà anh chị em hãy về bật YouTube những cái chuyện mà có những cái video mà những người chửi nhau đó. Chửi nhau một hồi đó, lúc mà đụng chuyện với mình cũng chửi y chang như người đó luôn. Cho dù là nếu mà trước đó mình không chửi như vậy. Đó là một cái con người của chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng. Những cái gì chúng ta bỏ vào đầu, nó sẽ đi ra những cái gì mà chúng ta đã nhận vào. Thành ra chúng ta cần phải kiểm soát tất cả những gì chúng ta cho vào đầu, cho vào mắt của chúng ta. Bởi vì những gì mắt sấy tai nghe, chúng ta sẽ làm lại như vậy, nó nằm ở trong lòng. Những sự dơ giấy ở trong lòng nó sẽ tuôn ra. Thành ra người ta nói là cái người mà được yêu thương thì yêu thương người khác.
cái người mà bị người khác làm đau đó thì làm đau người khác. Thì thành ra đó là chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta nhận, chúng ta có, thường có một cái xu hướng là chúng ta truyền lại cho người khác. Những cái gì đau khổ, chúng ta cho người khác đau khổ. Chúng ta được yêu thương, chúng ta cho yêu thương. Tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa và chúng ta được nhận tình yêu thương của Chúa. Chúa là tình yêu thương, thì chúng ta cần phải ban tình yêu thương đó cho những người khác. Hãy làm cái ống dẫn của tình yêu thương của Chúa qua đời sống chúng ta cho những người khác. Đừng có làm cái ống mà dẫn nước đắng từ nơi đâu đó trong tâm lòng của mình ra cho những người khác, thì cái đó, điều đó nó không nên. Vậy vậy trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 26 viết rằng Chúa nói rằng ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Đó là một cái sự thay đổi của tấm lòng của chúng ta bằng đá để thay bằng tấm lòng bằng thịt, thì lúc đó môi miệng của chúng ta từ nói sắt đá mới nói thành mềm mại mà thôi. Chứ không có thể nào mà môi miệng của chúng ta có thể tự dưng mà thay đổi được. Thành ra trong đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta còn sống trong cuộc đời này, thì khi chúng ta đi, lúc nào cũng có một chuyện tranh chiến giữa thánh linh và xác thịt của chúng ta. Bên nào sẽ thắng thì chúng ta sẽ thấy đời sống chúng ta bày tỏ điều đó. Nếu mà thánh linh muốn kiểm soát cái lưỡi của chúng ta thì chúng ta sẽ nói những lời ngọt ngào, những lời gây dựng. Và cái tấm lòng mới mà Chúa đặt cho chúng ta đó thì lúc nào cũng muốn nói những lời gây dựng, muốn tử tế với những người khác và che giấu những cái sự không có muốn làm người khác bị xấu hổ về một điều gì đó. Nhưng mà cái xác thịt của chúng ta hay là ma quỷ lúc nào nó cũng ở một bên và nó tìm cách để mà nó bẻ cong những lời nói và nó bỏ vào trong môi miệng của chúng ta nói những lời cay độc, những lời mà dẫn đến sự chết, để mà gọi là những lời thất bại. Thành ra chúng ta phải cần phải cầu nguyện điều này. Và chính tôi cũng đã từng được cái có một cái kinh nghiệm bản thân với khi mà ma quỷ nó nói chuyện với tôi. Và khi mà cái kinh nghiệm này xảy ra khi mà tôi bắt đầu bước vào trường thần học, tôi học cái lớp đầu tiên, thì đó là cái lớp mà tôi học trở lại sau 13 năm không có đi học. Thành ra nó rất là cực và nó rất là mệt, bởi vì mình lâu quá mình không đi học, đọc 3-4 cuốn sách và viết khoảng 20 trang rất là nhiều. Thì tôi mới, cái thời gian tôi cầu nguyện lúc đó nó không còn được nhiều và không được lâu và chất lượng nữa. Thì một ngày tôi quỳ xuống tôi cầu nguyện như vậy, thì tôi mới cầu nguyện cả chừng qua loa 30 giây thôi. Bình thường tôi cầu nguyện lâu, nhưng mà lúc đó mệt rồi, 1 giờ sáng rồi tôi phải đi ngủ. Thì tôi ngồi xuống như vậy và tôi nghe tiếng ma quỷ nó nói liền. Và được một cái tiếng Việt của chúng ta rất là rõ là khi ma quỷ nói nó đều là mày tao, nhưng mà Chúa thì là ta với con. Rất là rõ đối với cá nhân của tôi. Thì tôi vừa quỳ xuống thì tôi cầu nguyện, thì tôi nghe tiếng ma quỷ liền nói: mày tưởng mày đặc biệt lắm hả? Mày không có gì đặc biệt đâu. Tại sao mày không đi nhà thờ mỗi Chủ nhật giống người ta rồi về enjoy life đi, còn mày đặt đi học thần học? Mày học không nổi đâu. Có trăm thằng như mày ngoài kia, mày chả có gì đặc biệt, tao sẽ cho mày không có học nổi đâu. Và tôi lúc đó tôi mệt quá, tôi không trả lời. Tôi cứ nghe như vậy trong đầu tôi và tôi cứ im. Tôi ngồi đó thì tôi có cảm nhận giống như là mình quỳ ở đó mà có một người cầm cái cây baseball bat mà cứ đánh vào đầu mình, mình không đỡ vậy đó. Bởi vì tôi muốn hơi lẹ, nói gì nói lẹ, tôi đi ngủ. Nhưng mà có một cái điều mà tôi không thể tưởng tượng được là sáng ngày hôm sau tôi tắt điện, không cầu nguyện nổi. Và lúc đó tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng có một ngày tôi không cầu nguyện nổi, bởi vì tôi khi mà tôi gặp Chúa là tôi on fire, giống như trong lửa vậy đó. Nhưng mà ngày hôm đó tôi không cầu nguyện nổi. Và cảm tạ Chúa là nhờ thầy Điển là người đã cùng giúp đỡ tôi trong thời gian đó, và anh đã cầu nguyện tôi rất là nhiều, và từ đó tôi mới có thể lấy lại được. Thì điều đó cho tôi thấy được ma quỷ luôn luôn ở bên cạnh, bỏ vào đầu những lời dối trá, bỏ vào đầu chúng ta. Và nếu chúng ta để nghe những cái lời đó thì chúng ta sẽ bị, ngay cả sự cầu nguyện mạnh mẽ vẫn tắt điện như thường. Và nó có thể hướng dẫn chúng ta làm những điều rất là bậy bạ trong đời sống. Thành ra chúng ta rất là cần thiết để mà xin Chúa hướng dẫn mình và cầm giữ môi miệng của mình, để mà chúng ta có thể đi một cái đời sống được đắc thắng ở trong Chúa. Và tóm lại trong cái bài chia sẻ của tôi, thì làm sao để gìn giữ môi miệng của mình, thì chúng ta có 3 cái chữ C. Thứ nhất là chậm nói. Thứ hai là chúng ta cân nhắc những cái gì chúng ta nói. Và thứ ba là chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn môi miệng của chúng ta để chúng ta nói ra được những lời tốt đẹp, gây dựng đời sống mọi người, để rồi chúng ta là thực sự là một người Cơ Đốc nhân, chúng ta mang lại tình yêu của Chúa cho những người khác. Người ta sẽ không thấy được
Chúa của chúng ta, nhưng họ thấy được qua cái cách cư xử của chúng ta, qua lời nói của chúng ta. Khi mà chúng ta nói tử tế, nói trong tình yêu thương, thì họ tin rằng Chúa của chúng ta tử tế và yêu thương. Khi mà mình nói ra những lời cay độc, thì họ sẽ quay lưng, họ bỏ chạy, bởi vì họ sợ đi theo Chúa là bị giống như vậy. Và tôi ngày xưa trước khi tôi tin Chúa như vậy, tôi thấy những người mà tới nói chuyện với tôi mà tin Chúa đi mà đời sống be bét tôi, hay là nói năng chửi thề chửi đồ, tôi nói thôi đi theo rủi tôi bị giống anh sao. Thành ra là mình phải rất là cẩn thận khi trong lời nói của mình. Và đó là lời chia sẻ của tôi. Và giờ này xin mời quý anh ba, chị em hãy đứng dậy để tôi cùng cầu nguyện xin Chúa để hướng dẫn môi miệng của chúng ta. Lạy Chúa là cha nhân từ của chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cho anh em chúng con có một được nghe lời của Ngài về năng quyền của cái lưỡi. Con xin Thánh Linh của Ngài hãy tràn ngập trong tấm lòng của từng mỗi anh chị em chúng con. Hãy hướng dẫn đời sống của chúng con. Để rồi khi chúng con chậm nói lại một chút, chúng con suy nghĩ, để rồi chúng con chậm nóng giận. Và xin Chúa hãy cho chúng con cân nhắc những lời chúng con nói ra. Liệu những gì chúng con sắp nói ra có thật hay không? Có gây dựng hay không? Có cần thiết hay không? Và chúng ta có được quyền để nói ra điều đó hay không? Và xin Chúa hãy cho để rồi những lời nói của chúng con được nói ra một cách tử tế, gây dựng. Và những gì trong lòng của chúng con, xin Chúa hãy rửa sạch tấm lòng của chúng con, cất đi tất cả những điều dơ dáy, những điều cay đắng trong lòng của chúng con, để rồi môi miệng của chúng con sẽ không có nói ra những lời cay đắng, những lời dơ dáy đó. Và hãy đổ đầy chúng con bằng tình yêu của Ngài, để rồi chúng lời nói của chúng con được đầy yêu thương, đầy gây dựng. Con cảm tạ ơn Chúa. Nếu trong tâm của chúng con định nói ra những lời cay độc nào đó, thì xin Chúa hãy cáo trách, để rồi cho chúng con biết kìm lại, cho chúng con biết dâng những cái sự cay đắng đó cho Chúa, để rồi Chúa là đấng công bình và sẽ phán xét tất cả mọi sự. Và xin Chúa hãy cho để rồi lòng chúng con lúc nào cũng được bình yên, và chúng con cảm nhận được tình yêu và sự phước hạnh của Chúa trên đời sống theo Chúa của chúng con. Con cảm tạ Chúa nhiều lắm. Con xin dâng tất cả anh chị em chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con xin hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa.